Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Doosan Vina. Sau đây là chi tiết bản tin. Sinh nhật tập thể hàng tháng từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của Doosan Vina. Đây là dịp những người có ngày sinh trong cùng một tháng ngồi lại thổi nến và cùng nhau chia sẻ chiếc bánh kem. Chương trình sinh nhật tập thể thường được tổ chức vào đầu mỗi tháng. Vào ngày này, Bộ phận Quan hệ Lao động sẽ phân phát bánh kem, nến, nước ngọt về theo khối và nhà máy. Tùy theo lịch hoạt động sản xuất của từng đơn vị mà buổi tiệc sinh nhật này được tổ chức vào thời gian nào trong ngày. Tại đây, những người có chung tháng sinh nhật sẽ ngồi lại hát bài ca chúc mừng sinh nhật, thổi nến và chia sẻ một hoặc vài chiếc bánh kem tùy theo số lượng thành viên. Có 152 công nhân viên trong công ty có sinh nhật trong tháng 7 này, bao gồm cả người Hàn và Việt. Tuy bận rộn công việc nhưng ai cũng dành thời gian để chúc mừng sinh nhật của nhau. Tiệc sinh nhật thường diễn ra nhanh chóng nhưng tràn đầy niềm vui. Qua dịp này, mọi người như thân thiết với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, cùng nhau phát triển và đưa công ty ngày càng trở nên hùng mạnh. Ngoài chính sách tổ chức sinh nhật tập thể này, Doosan Vina cũng đã phát triển các chính sách phúc lợi khác cho người lao động, như tổ chức thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi và chào đón thành viên mới của gia đình. Sau ngày gia đình nhà máy Boiler tuần trước, 36 người thân của 24 công nhân viên nhà máy HRSG đã được đưa đến tham quan công ty nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình ngày gia đình Doosan Vina. Theo thường lệ, hai xe của công ty xuất phát theo hai hướng Quảng Ngãi và Quảng Nam để đón rước những người thân một cách chu đáo với sự trợ giúp của các nhân viên bộ phận quan hệ lao động. Cũng như những gia đình trước đó, 36 người thân trong chuyến này đều là những người lần đầu tiên đến với Doosan Vina. Họ đều mang trong lòng niềm hân hoan, sự tò mò và nhiều phỏng đoán. Một trong những phụ huynh đã trầm trồ: "Tôi vẫn thường thấy Doosan Vina trên TV, nhưng tôi không nghĩ là nó to lớn đến như vậy." Chưa hết ngỡ ngàng khi vừa chạm chân đến cổng, thì họ lại bị gây bất ngờ bởi sự xuất hiện của người thân mình trên màn ảnh với lời chào ấn tượng, giúp họ giảm đi sự căng thẳng ban đầu và cảm nhận ngay được sự thân thiện nơi đây. Sau phần phát biểu chào mừng của ông Lee Quang Su, giám đốc nhà máy HRSG và vài lời nhắn nhủ chân tình, đại diện phía người thân, ông Hồ Văn Anh, cha chị Hồ Thị Mỹ Vân chia sẻ: "Tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của cán bộ công ty, và chúng tôi không có gì hơn thấy được cái hoàn cảnh, tất cả những công việc lòng người nhà má, rồi sự phát triển của công ty, thì chúng tôi quan tâm trên cái chỗ con cái chúng tôi đồng nghiệp." Anh Hà Văn Hùng, chủ tịch công đoàn, cũng góp vài lời với đoàn và chúc chuyến đi của họ thật nhiều ý nghĩa. "Trong từ cái thời gian mà công ty thành lập đến nay thì khoảng hơn 4 năm, thì thực sự công ty Doosan đã không ngừng và đang phát triển. Thì hy vọng sau những cái chuyến thăm thế này thì bà con thấy được một cái cơ sở ở đây, ở công ty thế này, thì cũng là tin tưởng rằng lại cái nơi làm việc của con em của mình thì ở đây thì là rất an tâm." Điểm đến đầu tiên trong lịch trình sắp tour của đoàn hiển nhiên là nhà máy HRSG, nơi được mọi người mong đợi nhất bởi họ muốn tận mắt xem hàng ngày con em mình làm việc ra sao, môi trường làm việc như thế nào. Và hầu hết mọi người đã không khỏi ngỡ ngàng chứng kiến những thiết bị công nghệ hiện đại ở đây. HRSG là nhà máy xuất sắc đã đạt được nhiều giải thưởng trong tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm vừa qua, bao gồm giải nhất hoạt động Kaizen và giải nhì hoạt động EHS. Cảng nước sâu Doosan Vina là điểm dừng chân thứ hai của đoàn, và thật may mắn khi họ đến đây đúng vào dịp nhà máy HRSG xuất 1.700 tấn háp và lin đến nhà máy nhiệt điện Ras Ayo, Ả Rập Xê Út. Niềm tự hào trong họ như dâng lên gấp bội khi chứng kiến những sản phẩm do con em họ làm nên được xuất đi khắp nơi trên thế giới. Mặc dù không nằm trong lịch trình tham quan, nhưng mọi người đều được một sở thị ba thiết bị khử mặn khổng lồ đang nằm liền kề nhau tại sân bãi nhà máy Quater. Và thông qua ba thiết bị này, mọi người có thể mường tượng ra thiết bị khử mặn sẽ lắp đặt ở đảo Lý Sơn như thế nào. Sau một vòng tham quan những nơi làm việc là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt, đoàn đến với ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên công ty với ba dãy, mỗi dãy 5 tầng thoáng mát.
Nơi đây được trang bị đầy đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi sau giờ làm việc như phòng tập thể dục, sân chơi thể thao, TV, Internet, v.v. Một trong những vị phụ huynh chợt nhớ lại lời con em mình từng nói, ký túc xá như khách sạn 3 sao và điều đó là sự thật. Bữa trưa tại nhà ăn chính cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo. Mọi người vừa thưởng thức các món ăn, vừa chia sẻ với nhau cảm xúc của mình một cách hồ hởi. Trước khi kết thúc chuyến thăm, đoàn đến với khu chung cư Vạn Tường, nơi các cặp vợ chồng sinh sống và chính thức khép lại chuyến đi của mình tại Dusan Vina. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan Desalination Technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan. In summary, a stable forklift and load has a center of gravity which is low and well within the stability triangle. Here are the factors that affect the center of gravity. Load weight is a major factor. As load weight increases, the center of gravity moves toward the load. Load balance affects the side-to-side location of the center of gravity. A load that is not centered will move the center of gravity to the side where the load is heavier. Load height is also a big influence on stability. The higher a load is raised, the more unstable the truck becomes. The higher a load, the less movement it will take to move the center of gravity out of the stability triangle. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close.